Rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho cái video ngày hôm qua. Dụ dữ lắm, mẹ Loan mới chịu ra đó, mới chịu quay đó chứ. Mà mình phải lén mình quay đại á, mới chịu, chứ không á là không chịu đâu. Kêu quay là mắc cỡ. Ừ, thấy mà hai đứa cầm máy đi ra quay quay cái đi, 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 Như cái đi vô vô đóng cửa đóng nhà cửa đi là hôm nay mình tập kích đúng chỗ luôn. Hello, xin chào tất cả quý vị. Không ai nghe gì hết, mỗi chương trình tụ một tay. Xin bực thêm đó. Bây giờ coi lại là mình đứng ngay đó mình đứng ngay đó chụp hình. Xin tái ngộ với cô. Dạ, hôm nay xin chào cô ạ. Xin chào. Dọn về chỗ mới rồi. À, dọn về chỗ mới rồi hả? Ừ, chỗ mới đâu chú? Tới bên chỗ cũ. Hello, xin chào tất cả quý vị, cô chú, anh chị, các bạn, các em thân mến. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 19 tháng 4 2020. Hiện tại Lộc đang đứng ở ngoài ngoài sao á, cái khu vườn ngoài sao đó, từ ngoài sao đây. Cái này là cái cục biến áp, nó cái cục monitor của cái solar của nhà mình đó. Thì cái mùa này á, mà mình gắn solar đó thì cái điện mặt trời đó thì nó sẽ tiết kiệm cho gia đình mình rất là nhiều. Ok, đây là cây nhãn. Đây cây nhãn thì nó gần lắm ha, mình có thể mình chạm nó được. Tới mùa nhãn thì rất là nhiều trái. Đây một cây kia, hai cây. Đây, xa xa có một người đẹp đang ngồi xích đu. Xa xa có một người đẹp đang ngồi xích đu. Hồng Loan xin chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn và các em thân mến. Hôm nay một ngày chủ nhật đẹp trời ha, trời nắng trong rất là đẹp. Đi ra ngoài hưởng một chút không khí fresh air. Ngoài sau nhà, hôm qua mình quay ngoài trước nhà thôi. Hôm nay mình ra ngoài sau nhà nha. Nhưng mà ngoài sau nhà thì mẹ mới ươm vài cây chứ chưa có hoa nhiều lắm. Mẹ nói thôi để khi nào mà có hoa đẹp thì sẽ gặp gỡ lại quý vị nha. Trồng hoa nào quý vị ha? Ở đây nè, hồi đó người ta làm cái này là cái dạng cái này là cái lò sưởi á, để mình ngồi ở ngoài sân á, nhưng mà bây giờ cái lò sưởi nó cũng thành một cái chậu hoa. Nhưng mà rất là đẹp. Wow, cái này cũng nụ quá trời luôn rồi nè. Đó. Lên lên nụ đó quá hả? chừng nụ luôn rồi Dạ. ha. Ồ, nhiều hoa lắm. Đây nè, cái bông nữa nè, bông màu cam đẹp quá. Bông này bông gì Ồ, chừng nào có chủ nhân thì mình mới biết cái tên bông này bông gì. nè? Ồ, cái này cái mận nè quý vị. Tới mùa mận á, sai trái lắm. Nên nặng đến nỗi mà trĩu cành, gãy cành luôn á. Mà năm nay á, hình như là nó bị virus hay sao á, Hồng Loan thấy mấy cây ăn trái nó cũng không có bông nhiều. Nói dở gì chứ người ta nói có lẽ là bị gió nhiều với lại tự nhiên kali mưa nhiều quá thì bông nó bị rụng hết. Cây nhãn mỗi năm là bây giờ là bông nhiều lắm nhưng mà năm nay thấy cũng không có được nhiều. Không 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 có trái, không có bông luôn á. Ít bông lắm. Mà hồi đó cây nhãn nó trái nó xay đến mức độ á, nó bự quá đi mình không có lên hái nổi, làm phải cưa cành bớt. Cưa lọc phải leo lên lọc cưa từ ở trên nó cưa cành rớt rớt xuống thì ở dưới đây nè, ba mẹ rồi Hồng Loan với bé Gia Linh ấy, thì bắt đầu hái trái nhãn, lấy kéo ra cắt trái nhãn ra. 2 năm rồi đó mà hôm nay nó bự lên thiệt là bự luôn. Đúng rồi. Nhớ 2 năm trước mình cưa thấp xuống luôn á. Cái nhà này nè quý vị, cái nhà kho này nè là Lộc mua, nó bán sẵn một cái khung nhà kho rồi mình tự ráp thôi, mất cũng phải 2 ngày mới xong á. Bên đây đồ bán gì là cũng là tự chở xong rồi về là tự ráp ha. Được cái á, là cái này mình mua nó online nên nó deliver cho mình tới nhà luôn, nó để qua trước nhà đó. Cái này đó mình mua của Costco hả? Costco, Mình order online của Costco thì nó free deliver ha. Nhưng mua mà nó tới Costco từng miếng rồi mình phải ráp vô cũng ráp cực. vô cực lắm. Ôi nhất là ráp 2 cái mái nhà nè. Ôi lo nhớ lúc đó phải leo lên nó phụ với Lộc khiêng cái mái này lên. 2 cái mái 2 bên đó.
hai đứa thôi, chỉ có hai đứa thôi đó mà tại vì Hiếu ban ngày Hiếu đi làm rồi, Hiếu đi làm ban ngày Hiếu đâu phụ được, có hai đứa thôi mà phải leo lên làm hai cái mái nhà này. Superman. Ồ, cái cây này là để hái mận nè quý vị, giống ở bên Việt Nam không? À, cây này để hái mận nè. Cây kia để cắt cành hả? À, cây kia để cưa cành lá dừa đó. Nếu mà nhà nhà quý vị mà có cái cây dừa đó cao á thì mình mua cái này nè. À, cái cây này nó kéo dài lắm, nó tăng gấp đôi, nó có thể tăng gấp đôi chiều dài. Hả? Rồi á mình bẻ cái đầu này ra, mình đưa đầu thẳng lên là mình có thể cưa được những cái cành nhỏ hoặc là những lá dừa, rất là tiện lợi. Cho quý vị coi sơ sơ cây đào nha. Cây đào năm nay nó cũng không có được hoa nhiều lắm nhưng mà cũng có hoa hoa đào đây. Cây này cái ổi. Cái ổi, mùa ổi trái ngọt lắm, trái ngọt lắm. Mà sao năm nay sao em, sao năm nay sao thấy ít trái quá vậy? Thì đó, năm nay mọi người đều nói là trái cây không có bông hoa nhiều, không biết nhà của quý vị sao ha. Chứ nè, mọi lần nó khi nhãn nó bông nè. Đó, nó đơm mấy cái chồi này là nó bông nè. Đó, nhưng mà mưa cái nó cũng rụng hết, nó rụng nhiều lắm. Đúng không rồi. Biết ở xung quanh nhà của quý vị sao thì cho Hồng Lan biết nha, coi tình hình nó sao á. Ừ. Nó buồn vì virus Covid-19 đó. Bây giờ là 3 giờ trưa thì Hồng Lan thông báo cái tình hình dịch bệnh ở Mỹ là 762.496 người bệnh. Số người chết là 40.478 và số người được phục hồi là 69.956. Số người được chữa khỏi của ngày hôm nay là khoảng 2.600 người. Không bằng hôm qua. Mỗi ngày Hồng Loan cứ hy vọng mình vô mình coi thì cái số được chữa khỏi nhiều hơn ha. Chắc có lẽ quý vị chúng ta ai cũng mong cái điều đó. Để mình coi tình hình của thế giới coi ha. Hiện tại bây giờ ở thế giới đó là 2.402.980 người bệnh. Số người chết là 165.641. Và số người được chữa khỏi là 615.703. Số người được chữa khỏi trên cả thế giới cũng rất là nhiều. 615.703 thưa quý vị. Và cái tình hình mà nặng nhất vẫn là nước Mỹ. Và cái nước mà đứng thứ hai đó là Tây Ban Nha. Tây Ban Nha hiện thời bây giờ là cũng có 198.674 người bệnh. Nước Tây Ban Nha thì nhỏ hơn nước Mỹ nhiều. Mà cái ca bệnh thấy cũng căng quá. Hôm nay thì Ý là đứng hàng thứ ba. Vậy là Ý cũng đỡ đỡ rồi đó. Chứ mỗi lần là Ý là nặng kinh khủng lắm. Hồng Loan có nghe nói là ở Texas là chính phủ nói là sẽ mở cửa sớm. Thì Hồng Loan vô coi thử cái tình hình của Texas. Mình thấy cái ca bệnh ở Texas là 18.923. Và số new case là 244 người bệnh mới. Và cái số người mà tổng cộng cái số người chết hiện giờ ở Texas là 477 người. Thì tình hình của Texas thì cũng nhẹ nhàng ha, cũng không đến nỗi căng thẳng lắm. Nặng nhất New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Michigan và California. Mình cũng hy vọng mở cửa sớm với điều kiện là nó bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người. Thì vừa rồi Hồng Loan được biết là thống đốc của bang California đó, ông cũng có nói về cái vấn đề mà mở cửa. Thì đối với ông cái điều mà quan trọng nhất á, là phải đủ cái xét nghiệm. Đủ xét nghiệm cho những người mà giống như là xét nghiệm đầy đủ cho những người mà thấy họ có cái nguy cơ mắc bệnh, cũng như là có cái biểu hiện mắc bệnh,
thì lúc đó mới có thể mở cửa và phải bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi người hết. Thống đốc của tiểu bang Cali cũng có nói là ông sẽ phòng ngừa cái vấn đề khi mở cửa rồi mà cái bệnh nó tái hiện nữa, nó tái trở lại đó, thì lúc nào cũng phải chuẩn bị cho đầy đủ trang thiết bị y tế cùng với những nhân viên y tế như là bác sĩ, y tá, chuẩn bị sẵn hết bệnh viện để mà mình có thể mình kịp thời cho cái sự mà trở bệnh trở lại. Ông phải bảo đảm an toàn tất cả những điều đó thì ông mới cho mở cửa. Nhưng mà mình vẫn chưa biết là ông sẽ cho mở cửa khi nào. Mình cũng hy vọng muốn được mở cửa sớm, chứ mọi người ở trong nhà như vậy rồi kinh tế nó xuống thì cũng khó khăn quá. Nhưng mà mở cửa với điều kiện là an toàn. Vừa qua Hồng Loan salon ngồi gặp đầu không? Loan nắm thông tin hết rồi. Loan chỉ biết thông tin hiện tại giờ ở ngoài đây nó cũng hơi lạnh lạnh. Rồi đó, xe cộ hôm nay chạy cũng nhiều. Mình cứ tưởng Chủ nhật là xe ít, mà hôm nay sao thay nãy giờ ngồi nghe tiếng xe chạy qua chứ xe lại chạy lại nhiều lắm á. Người ta đi chắc người ta cũng muốn ra ngoài đường. Nhiều khi mình ở nhà mình thấy cũng căng thẳng á, nhiều khi Hồng Loan cũng muốn lên xe mình ngồi á, mình chạy vòng ngoài đường thôi, mình chỉ ngồi trên xe thì cũng rất là an toàn. Nhưng mà giống như là mình, con mắt mình có thể nhìn này nhìn kia nhìn nọ thì mình cảm giác nó thoải mái hơn ha quý vị. Rồi có nhiều người nói chưa bao giờ mà đổ đầy bình xăng mà không đi đâu hết. Xăng rẻ. Xăng rẻ. Xăng vừa giờ xăng rẻ quá trời, cây xăng rẻ quá sao không đổ xăng đi. Lộc nói mới vừa đổ, có đi đâu đâu đổ. Không thấy hết xăng. Cái xăng còn hoài. Giờ đi chỉ có đi bộ thôi, exercise đi vòng vòng thôi chứ không có đi đâu hết trơn. Lộc có đọc được một cái tin là một người bác sĩ khám nghiệm tử thi bị lây bệnh bởi một người đã bị chết bởi Covid-19. Có nghĩa là khi mà mình chết đi thì con virus nó vẫn còn nằm ở trong cái cơ thể. Cái nghiên cứu người ta nói là khi mà thở này, hoặc là bị văng nước miếng ra hay gì đó thì mới lây bệnh. Mà thường á, là em thấy là mấy người mà xét nghiệm tử thi người ta cũng bảo vệ rất là kín nha. Cũng che chắn rồi bận đồ kín lắm mà không hiểu. Ông sao? Bác sĩ này ông bị sơ sót một cái gì rất đó. Là sơ sót thôi. Đó, thì mới bị lây bệnh. Thì nhiều khi ông ấy vô người bệnh nhân rồi cái tay của ông đặt đeo bao tay rồi dính vô thì có thể không biết mắc hay là cái gì. Cái đó là do sơ sót. Sơ chứ sót. Thật sự những người mà bác sĩ khám nghiệm tử thi thì họ đã học qua trường lớp rất là kỹ. Kỹ lắm. Quý vị ơi, cái giống Lộc nói hồi nãy, cái solar ở nhà đó, quý vị mà có khả năng thì mình mua cái solar. Còn nếu không thì họ có một cái dịch vụ của giống như của hợp tác của chính phủ, họ hỗ trợ cho mình. Khi mà mình gắn cái solar như vậy thì là mình được gắn miễn phí, không có free không mà chứ mua gì anh. Có một số dùng xa đó, hoặc ở đây cũng có nữa, họ muốn là họ mua luôn cái solar đó để mà người ta không trả tiền điện luôn. Có nghĩa là người ta lúc đi mình hiện tại giờ nè, mình trả tiền điện bằng một phần nửa thôi chẳng hạn, thôi bằng phần nửa tiền điện lúc trước. Nhưng mà hiện tại giờ nếu mà họ mua đó thì họ chỉ trả cái tiền mua thôi, còn cái tiền điện mà họ xài đó họ free. Nhưng mà mua biết bao nhiêu, ví dụ giờ nhà mình tháng mình trả 200 tiền điện đi. Nhưng mà mua thì tháng trả nhiều. Thì giống như họ cho trả góp trong vòng 20 năm, 15, 20 năm gì đó. Thì tính ra thì cũng tương đương thôi. Nhưng mà chắc có lẽ là mua thì có lẽ là cái thời lượng nó ngắn hơn. Nếu mà sáng, ở nhà của Hồng Loan á, là Hồng Loan gắn cái hệ thống solar này là con trai của cô Tài Linh á, nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Tài Linh đó quý vị. Con trai của cô là làm về cái solar này đó quý vị. Thì nếu mà gắn đây thì rất là tiện. Trong cái hợp đồng thì họ nói là như là 20 năm. Thì sau 20 năm đó mình xài điện free hết. Có nghĩa là nếu mà cái solar này vẫn còn chạy tốt thì là mình cứ xài điện không tốn tiền nữa. Nếu mà quý vị ở những cái tiểu bang nào mà xài điện nhiều á, Lộc nghĩ nên gắn. Mình thấy gắn thì cũng có lợi có lắm lợi. Quý vị. Tại vì thường dù chẳng hạn như một tháng mình trả 300 đồng đi tiền điện ha, thì khi mình gắn solar vô đó, mình chỉ trả có 150 thôi, hoặc là 200 đồng thôi.
Dạ, nó tiện lắm. Ừ. Mà ví dụ như cái mùa nắng nè, cái nó chế biến ra nhiều điện á, thì nó tích trữ lại, ví dụ mình xài không hết á, nó tích trữ lại. Cái cứ một năm nếu mà điện mà mình dư á, thì á, ở bên mình có thể mình bán lại cho bên xe điện lực, nhà máy điện. Cuối năm họ sẽ ra một cái tổng kết, coi như mình xài điện này là của solar, nhưng mà nó vẫn thông qua của bên nhà máy điện, họ biết mình xài bao nhiêu và dư bao nhiêu hết luôn. Nó giống như cái đồ sạc chạc điện thoại vậy đó quý vị. Khi mà mình chạc xài cho mình xong, mình còn dư, mình chạc lại cho người ta. Mà mình sạc điện cho người ta lưu trữ điện của mình để người ta cung cấp cho những người khác. À, cũng cái hay ha. Ừ. Trong thời gian vừa qua thì có cái thông tin đó là đang xem xét lại cái gói cứu trợ mà 2.000 một tháng cho một người trong vòng 6 tháng. Thì cái đó chỉ là một cái kiến nghị đưa ra thôi. Nhưng mà thật sự Hồng Loan nói, Hồng Loan không cần thiết mà mình phải lấy tiền của chính phủ mà quá nhiều như vậy. Tại vì quý vị biết không, cái đồng tiền mà những cái gói cứu trợ đó khi mà chính phủ đưa tới cho mình á, là nước Mỹ phải đưa ra những cái bán trái phiếu đồ này nọ, là gọi là cái nợ với lại thế giới đó quý vị. Cho nên mình thấy là vừa đủ để cho mình trang trải trong cái thời gian này thôi, chứ mình cũng không muốn mà nhiều quá mà gây nặng nề rồi mai mốt mà vực dậy nền kinh tế nó càng lại khó khăn hơn nữa. Đúng rồi, mình không có làm mà mình lấy cũng hơi ngại. Bây giờ có nhiều chỗ nó bị cái vấn đề là kêu đi làm lại, người ta nói ủa bây giờ người ta được tiền chính phủ nhiều quá nè, tiền hỗ trợ nè, cộng với tiền thất nghiệp, tiền này tiền nọ, nó được nhiều tiền quá, sướng hơn là đi làm. Nó cũng hơi bị cái vấn đề mà nó bị ngược lại ha. Nhưng mà mình không nói vậy được, mình không đi làm thì mình cũng đâu hưởng cái tiền đó luôn. Mà nếu mà mình mà nghỉ thời gian dài á, là mốt mà mình đi xin việc làm lại là một điều rất là khó. Tại vì quý vị biết là hiện tại bây giờ là tình hình thất nghiệp rất là đông. Và khi mà bắt đầu kinh tế hoạt động lại thì chắc chắn là người ta cũng không có cần cái lực lượng người làm giống như hồi trước nữa. Thì là cũng sẽ còn nhiều người thất nghiệp. Mà mình mà xin đi làm trở lại thì cũng rất là khó. Nhưng mà cũng có nhiều, cũng một số ít thôi. Nhiều người cũng đồng tình như Lộc với Loan là cũng không có muốn mà mình lấy tiền ăn ở không mà ngồi lấy tiền đâu. Mình cũng muốn đi làm, cái đó là giống như là một cái sự giống như là có qua có lại thôi, chứ mình đừng có mang nợ người ta. Nợ nhiều quá. À, có những người họ nói là mình đi ra ngoài đường, mình đi bộ đó, rồi gặp người ta chạy bộ hay gì đó mà mình đeo mask mà giải may thì nó cũng không bảo đảm. Cho nên họ có đưa ra cái ý kiến này nè, quý vị thấy có hợp lý không nha? Để cái nắp nồi lên. Xong cột lại ha. Ồ, giống như những cái người mà trong vũ trụ á. Ý kiến hay ha. Hiếu nhắn vô mà nó Hiếu nói là tối nay mình đi bộ mình sử dụng cái chiêu này nha, bảo đảm. Hoặc là quý vị dùng cái goggle của người ta bơi lội đó, người nhái đó, đeo dùng cái là cũng đầy cái mặt luôn. Không có sợ đâu. Một câu chuyện tình yêu thật là lãng mạn Loan với Lộc xin gửi đến quý vị nha. Tình yêu trên không trung. Người vợ thì nằm ở trong nursing home, mà người chồng thì nhớ vợ quá cho nên không có được vô thăm, thì ông phải thăm vợ mình bằng cách này nè quý vị. Cái này được hỗ trợ bởi cảnh sát nha quý vị. Bà vợ 88 tuổi hả? Thấy ai nói tuổi trẻ, chỉ có tuổi trẻ mới yêu nhau say đắm. Người lớn tuổi cũng yêu nhau đắm đuối, phải không? Giống như Romeo and Juliet vậy đó, hồi đó đó. Chắc nghĩ chắc bác này hồi xưa chắc cũng leo rào gặp vợ. Không biết mốt mình già cơ đó mình có còn yêu đắm đuối như vậy không á? Không biết có không chứ leo cây chắc có. Leo vít sáo, đứng ở dưới đường vít sáo rồi ở trên lầu nhìn xuống rồi nói chuyện rồi. Hồng Loan xin gửi lời cảm ơn tới Trung Anh Thư. Trung Anh Thư nói là
theo dõi anh chị cũng rất là lâu rồi, không mong anh chị đọc tên, nhưng mà em lúc nào cũng ủng hộ anh chị, rất là cảm ơn Trung Anh Thư. Thank you, thank you. Rồi Evergreen P. Evergreen P thì đây em cũng là một người xem YouTube thầm lặng, có nghĩa là ngày hôm qua Hồng Loan nói thì ngày hôm nay có rất nhiều người thầm lặng đã lên tiếng, điều đó làm cho Loan với Lộc rất là vui. Thưa quý vị, bây giờ mình phải dụ sao cho những người thầm lặng lên tiếng, cái đó mới vui. Cho nên nay kêu Lộc hát, Lộc chưa chịu hát, Lộc nói là những người mà thầm lặng phải lên tiếng thì Lộc sẽ hát. Trời, còn mấy cô mà các cô, các chị, các anh chị mà có yêu cầu thì Hồng Loan đã ghi lại hết, Hồng Loan nhớ hết rồi, nhưng mà chắc chắn là Lộc phải hát thôi à. Cho nên nhưng mà cũng làm giá cho nhiều người yêu cầu chút nữa đó quý vị ơi, làm giá nên úng hết luôn đó nha. Còn đây là Lisa Hoàng thì nói là mình ở bên Đức, bên Đức thì cũng xem cái vlog của Loan với Lộc ha, cảm ơn Lisa nhiều lắm ha. Trời ơi, có người nói là bông hoa Hồng Loan và hoa Bảo Lộc là đẹp nhất. Trời ơi, bóp luôn mũi lại. Cảm ơn bạn. Phương Nguyễn, Phương Nguyễn nói là cái vườn hoa bà ngoại đẹp, nhưng mà bông hoa Bảo Lộc, bông hoa Hồng Loan đẹp nhất. Mình phải nói cho bà ngoại biết mới được, chứ đó giờ bà ngoại cứ chăm hoa, thương hoa bà ngoại không mà ngắm hoa bà ngoại, không có ngắm Hồng Loan. Bữa nào kêu bà ngoại, mẹ phải ngắm con, mẹ mới thấy là con đẹp hơn hoa. Vậy là phải cảm ơn mẹ, mẹ chăm em dữ lắm, mẹ mới đẹp vậy đó. Trời ơi, nay nịnh má vợ. Má vợ không nịnh gì, nịnh ai giờ trời. Chứ không phải má đền lo hả? Nghe Lộc giải thích má đền lo không? Má đền lo mà làm mỗi lần má đền nói gì là phải lo cái đó. Má đền lo. Request gì là phải lo liền đó quý vị. Một cái người bạn nữa thì Hồng Loan không biết tên, là tại vì cái YouTube của bạn là Nhận Thức Và Hiểu Biết, thì bạn cũng rất là theo dõi cái vlog của Lộc với lại Loan và cũng cho Loan rất là nhiều ý kiến hay, rất là cảm ơn. Ngoài ra thì chị Nguyễn Tuyết Loan nè, rồi em Nguyễn Trân hay Trần Nguyên gì đó ha, cũng cảm ơn rất là nhiều. Có nhiều anh chị khán giả, cô bác chỉ cho Loan với lại mẹ Loan những cái tên hoa mà hồi đó giờ mẹ trồng chứ mẹ cũng không biết cái tên đó. Rất là cảm ơn quý vị. Nhiều khi chăm hoa mà cũng nhờ quý vị Hồng Loan mới biết cái lá mà hôm qua mẹ nói mà nó có cái mùi dầu á, thì nó gọi là ở cái lá đó mình có thể mình nấu canh chua mình bỏ vô được. Hôm nào Hồng Loan nấu canh chua sẽ thử cái lá đó coi nó như thế nào. Làm thử đi, ăn thử. Và cái lá đó là chuyên trị ho nữa. Hay quá ha. Hồng Loan cũng mới biết, rất là cảm ơn quý vị đã chỉ. Ho đó mình dầm lá đó ra, mình lấy nước ra mình uống rất là tốt. Giống như hồi đó bên Việt Nam nó có cái lá sống đời. Còn mình bị vết thương hay cái gì đó, mình dò ra, hồi nhỏ thì nghe nói là nhai, nhưng mình thấy ghê quá. Dò ra xong đâm ra, xong cái mình để lên cái vết thương đó, mình băng lại, khoảng chừng đâu ngày là nó lành lên vết thương liền. Có nhiều cái loại hoa lá mà mình có trị được bệnh, hay ghê. Và có một mà bạn nữa tên rất là ngầu, Lý Tiểu Lâm. Trời ơi. Xin chào Chris Lee. Chris Lee. Lý Tiểu Lâm. Và một bạn nữa cũng rất ủng hộ chưa Ba Bảo Quốc và mẹ cùng với Loan với Lộc là Julia Nasuki. Chắc có lẽ là bạn ở Nhật à. Cái rồi. Tên giống ở bên tên Nhật ha. Nguyễn Ngọc Thùy Trang. Chị Nguyễn Ngọc Thùy Trang cũng rất ủng hộ tụi em. Cảm ơn chị. Với lại một bạn nữa là Willie 99. Willie 99 cũng rất ủng hộ, cũng như là JJ Hope. Rồi Chuối Liều Lĩnh, rồi nhiều cái tên nghe vui ha. Nghe nó dễ thương. Nghe dễ thương. Nhưng mà nhiều khi để cái nickname vậy đó, Hồng Loan không biết tên cho nên không biết kêu lại gì hết. Nếu mà tiện thì có thể anh chị hay các bạn cho Hồng Loan biết tên để mình nói chuyện cho nó thân mật hơn ha. Nhiều khi nói chú Liều Lĩnh nghe cũng hay vậy.
Thôi bây giờ cảm ơn quý vị rất nhiều và gửi đến một cái clip cũng rất là vui. Trong cái mùa dịch này thì cái anh bán cà phê này là quán cốc nghe, nhưng mà rất là cẩn thận nè quý vị coi ha. Đó, không có sử dụng tay đâu, xài bằng cái đồ gấp. Đó, bưng cà phê ra cũng bưng cái đồ gấp. Rồi ảnh làm gì cũng xài đồ gấp hết. Hay quá ha. Ủa hình như thấy cái cây này giống như cái cây lau nhà quá hả? Đúng rồi. Cái cây này là cái cây lau nhà. Để nếu mà để thẳng á thì là lau nhà, còn lúc mà mình dắt nước á thì mình giặt xuống cái thì hai cái cây nó ép nước vô lại. Thì anh dùng cái cây này để mà anh sử dụng cho vận chuyển đưa tới đồ ăn cho người ta. Người Việt Nam mình rất là thông minh đấy không quý vị? Quá xuất sắc ha. Ok. Và hôm bữa mình có cái thông tin là hãng bia Corona đóng cửa. Bây giờ người ta đổ xô nhau để mà mua bia Corona. Quý vị xem hình ảnh nè. Ôi. Một người mà giác hả 5-7 thùng bia Corona luôn. Trời đất. Cái cảnh tượng này là nhớ là hồi đó đi, mọi người đi lấy toilet paper. Trời đất ơi. Hay là chắc là ghiền nặng lắm thì làm sao đó mà phải đi mua dữ dội vậy trời. Nhưng mà thông tin là Corona chỉ đóng cửa tạm thời thôi quý vị, để cho nhân viên họ nghỉ, họ không làm. Rồi sau đó họ sẽ làm tiếp chứ đâu có ngưng luôn đâu. Mai mốt mà nhà máy bia này mở cửa lại chắc phải đổi tên quá, tại vì mà đem ra bán thì sợ nhắc lại nỗi đau của nhân loại á. Đổi tên Covid-19. Trời ơi còn dữ hơn. Tôi giỡn cho vui đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nãy giờ đã cùng tâm sự với Lan với Lộc ha. Những người thầm lặng ơi hãy lên tiếng nha, để mà ngày mai là bắt Bảo Lộc phải vô hát. Hôm qua Hồng Loan có nói là quý vị thích hát ngồi hát live ở cái phòng ngoài hay là hát ở trong studio, nhưng mà hát studio mình vẫn là hát live nha, chứ mình nói chuyện nhau mình đâu có vụ mà mình phát đĩa mình nhét không quý vị. Vẫn hát live nhưng mà cái live ở trong đó nó âm thanh nghe nó phê hơn. Nhưng mà nhiều khi quý vị cảm giác quý vị nhìn trong cái phòng thu thì quý vị thấy nó không có được gần gũi thân thiện đó. Thì Hồng Loan chỉ nói là mình chọn một trong hai cái đó, mình ngồi ở ngoài mình hát thì trong nó có vẻ nó thân thiện hơn, nhưng mà cái giọng hát thì nó cũng tạm. Nhưng mà mình vô trong studio á thì cái giọng hát nó sẽ bay bổng nhiều hơn nhờ cái âm thanh hay. Nhưng mà cái hình ảnh mình nhìn thì mình có cảm giác giống như giữa khán giả và ca sĩ, thì quý vị nhiều khi không có thích. Quý vị cho Hồng Loan biết cái ý kiến đó ha. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Bắt buộc Bảo Lộc sẽ hát. Like, share, subscribe and comment. Like, share, subscribe. Comment nữa nha. Bye.